Anh em nha, bây giờ em bắt đầu giao máy về Đắk Nông ha. Máy này thì bây giờ chỉ là hộp số thôi, chỉ làm lặt vặt với dừng chân thôi. Giờ bắt đầu giao máy về luôn đây. Mấy cái lưới thanh đập đồ khách mua về em nhớ rồi, bây giờ mình cũng phục tùng. Xong máy nha anh em, lên xong rồi. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Chào anh em nha, bây giờ khách đang lựa một con máy DC70 nha. Thì khách bây giờ đang test máy, thử máy hay nè. Ở kho máy của em thì anh em cứ đến test máy thoải mái nha. Đây rất là nhiều máy, anh em cứ đến thử thoải mái nha. Giờ khách chốt một con máy nha anh em. Để em xuống em quay kìa. Đợi xíu. Đây. Cái con bắt kia đang chụp đây. Máy này như mới về, chưa có giá luôn. Này ha. Rồi chào anh em nha, giờ bắt đầu lấy máy này chạy ra sao làm bảo dưỡng nha anh em. Đang có chỗ rồi để em đút vô, rồi sau đó bắt đầu tiến hành làm nha. Rồi đây con máy anh em, giờ bắt đầu đậu đỡ đây rồi chút nữa là chạy ra sao tiến hành làm luôn nha. Rồi chào anh em nha. Máy này hồi tối, máy này bây giờ em gỡ hộp số ra làm với khách, hình như máy này chỉ là hộp số thôi. Đây, đang bắt đầu xả nhớt, thì có gì chút nữa em sẽ quay kỹ hơn. Rồi là ngày mai lúc gần xong á. Đây ha, đang làm. Chân cũng đang làm. Rồi, chào anh em buổi sáng, bên này tiếp tục công việc làm hộp số cho khách ha. Đó. Cái này là em làm miễn phí nha nè. Thì xong rồi em sẽ lấy phụ tùng số 2. Rồi chào anh em nha. Con này giờ xong rồi đó. Thì có thể là chắc chút nữa đi luôn. Đã sơn luôn hết luôn ha. Rồi đi Đắk Nông. Đó, cũng hết luôn rồi. Tập sức mới luôn rồi. Mới chăm chăm. Này logo của em không có quay. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.